logo 那个大的。 Rồi ok. Trung Sơn và VnFriends. Rồi tiếp tục nhắc lại lần nữa là VnF đang có 3 điểm tạm thời đứng chốt bảng. Tuy nhiên một cú sút dội sang ngang, vâng, Trung Sơn đang thể hiện rõ ý đồ rằng họ rất muốn là người giúp cho Young Buffalo đi tiếp. Xét về bố cục của trận đấu này thì nếu như Crimson Phoenix họ muốn đòi lại ngôi đầu bảng, họ sẽ phải thắng cả hai trận, kiểu đó họ sẽ nhiều hơn BVN một điểm, 13 điểm sẽ lên đầu bảng, BVN sẽ xuống thứ nhì. Tuy nhiên thì nếu như mà Crimson chọn phương án là muốn đá lên đầu bảng thì sẽ là một phương án mà không vẹn đôi đường, khi mà VnFriends, VnF họ cần phải có tối thiểu là một điểm ở trong trận này. Một cú sút xa rất nguy hiểm, người vừa lao vào trong pha bóng vừa rồi đó là Rondo. Online Yvonne, một pha đặt lòng từ ngoài vòng cấm của Yvonne. Yvonne là gương mặt rất sáng giá của VnFriends ở trong mùa giải thứ hai này, và bàn thắng 1-0. Chúng ta khi mà đang liên thuyên với Yvonne thì anh đã ngay lập tức khóa mồm bình luận viên lại bằng một bàn thắng, không cho nói nữa. Đang khen mà đâu phải chê đâu. Tỷ số là 1-0 dành cho VnF. Bây giờ thì VnFriends họ có thể dễ thở hơn một chút rồi, khi mà kết quả hiện tại đang khá là có lợi. Tuy nhiên thì Crimson Phoenix là một đối thủ có thể nói là rất khó chịu, vì vậy cho nên những cầu thủ áo xanh họ vẫn sẽ phải tập trung thi đấu hết sức mình trong khoảng thời gian còn lại. Đã có một pha truy cản không hợp lệ và sẽ là đá phạt. VnFriends là một đội pro club ở Việt Nam, họ đang có được một phong độ rất vĩ diện ở chế độ season đối với các pro club, các câu lạc bộ pro club trên thế giới. Tuy nhiên thì bước vào giải đấu pro club Việt Nam 2017 mùa 2 này thì khá là đáng tiếc khi mà họ gặp phải khá nhiều vấn đề về mặt tâm lý. Trong khi đó thì Crimson Phoenix cũng không khả quan hơn là bao nhiêu, khi mà họ đã phải kết thúc lượt trận thứ hai trước BVN với kết quả là 1-3-3-1. Thua 2-0 dành cho VnF. Chúng ta đang được thấy rằng đây chính là vấn đề mà tôi đang muốn đề cập đến về Crimson Phoenix, đó là việc mà lối chơi của họ đang dần dần bị các đội pro club ở Việt Nam bắt tay. Và hiện tại chúng ta đang được thấy VnF đang áp đặt lối chơi rất tốt lên phía Crimson. Họ đang có 2 bàn thắng dẫn trước nhờ vào những pha phối hợp nhanh và đột phá rất táo bạo ở trong vòng cấm. Online mở bóng sang bên biên nhưng bị bắt tay rồi. Mặc dù vậy thì với số điểm là 7 điểm thì chắc chắn
Johnson Phoenix họ an toàn. Ở cục diện bảng A chắc chắn là họ đang an toàn rồi, họ chắc chắn là đã có một chiếc vé đi tiếp rồi. Người đang khó thở hơn về mặt lý thuyết hiện tại là VnF mà thôi. Tuy nhiên ở trận đấu đầu tiên này họ đang dẫn trước với tỷ số 2-0 khi mà hiệp một chưa kết thúc, một kết quả rất sáng sủa dành cho VnFriends. Đây là tiếng ơi phạt truy cản của Xabi Alonso, Ronaldo, Benzema, một pha tấp người vào rất kinh của VnF, không cho KK bất kỳ gò nào. Y phục đội tàng rất chống chạy, tuy nhiên online là có một tư thế dứt điểm không thực sự tốt. Mặc dù như vậy thì chúng ta lại tiếp tục thấy quá nhiều những khoảng trống hàng phòng ngự của CPX. VnFriends họ không phải mất quá nhiều thời gian, họ không phải tốn quá nhiều đường truyền để đưa được bóng sang phần sân đối phương. Họ sử dụng những bài đánh nhanh diệt gọn, hiện tại nó mang lại một hiệu quả rất lớn. Rondo xoay trở rất tốt với Beba Spin, vẫn là Rondo tuyến hai dứt điểm, bóng chạm vào cục dọc rất đáng tiếc cho mùa riết vẫn còn. Rondo quyết định suốt ngay, không qua được thủ môn, góc sút là quá hẹp. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng, Crimson rõ ràng là họ đang muốn đòi lại ngôi đầu bảng của mình. Tiếp tục là Rondo, Rondo đi bóng rất khó chịu nhưng quá đông các cầu thủ phòng ngự. Ở trong trận đấu đầu tiên thì Holy được ra sân ngay từ đầu. Hôm nay tình trạng thể lực cũng như là mạng bụng các thứ đang rất tốt. Holy sẽ đá cặp với Bách Phạm ở trong trận đấu đầu tiên. Và cặp trung vệ thép này vẫn đang mang lại một sự an toàn tối đa dành cho khung thành của VnFriends. Chúng ta vừa nhắc đến là được thấy Bách Phạm luôn che bóng rất tốt và anh câu được một quả phạt dành cho VnFriends. Có lẽ là người đang muốn khóc nhất lúc này đó chính là dòng Buffalo khi mà họ nhìn thấy cái bảng tỷ số như thế này. Kết thúc hiệp 1, 2-0 dành cho VnFriends. Chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp 2. Hai bên sẽ đổi sân cho nhau. Crimson Phoenix sẽ kiểm soát phần sân bên phía tay phải. Cơ hội Modric. Tiếp tục là một pha tìm bóng lên bàn thờ. Vâng, rất là đen dành cho Modric. Rõ ràng anh rất trắng nhưng mà ngày hôm nay thì vận may của anh không trắng được như cái màu da mà anh đang mang trên người. Y phục 3-0 dành cho VnF. Nếu như phải tìm ra một MVP của trận đấu đầu tiên này, rõ ràng là chúng ta có thể làm điều này rất dễ, chắc chắn sẽ phải là Y phục. Còn tính đến thời điểm này thì đây có lẽ là bản hợp đồng rất hời, thực sự là quá hời của VnF. Cơ hội phản công, ấy không chọc khe nhưng không sao, Y Phụng rất khỏe. Đánh đầu, còn một pha đánh đầu từ trước cửa vòng cấm của online nhưng nó vẫn mang lại một sự nguy hiểm rất lớn, chỉ đáng tiếc là bóng đi vào sàn ngang ra ngoài. Ronaldo bị truy cản, Takashi PK. Việt vị hay không? Như vậy là không có thủ việt vị sẽ làm quả phạt góc.
chúng ta cũng không thể quên được sự thiếu may mắn của Luka Modric ở trong trận đấu này. Anh đã có hai cú sút có thể nói là rất tốt, nhưng một cái thì tìm vào cũng chọc, một cái thì dội lên xà ngang. Quá đen quá nhỏ dành cho anh chàng lãng tử của Croatia. Di Maria, Modric, Alonso, Benu. Lần này là cú sút của Benzema lại bay thẳng vào người của thủ môn. Thời gian là vẫn còn cho CP, nhưng ba bàn hiện tại thực sự là một khoảng cách có thể nói là khá nhiều, khi mà VnF họ đang có sự xuất hiện của Holy và Bách Phạm ở vị trí trung vệ. Cặp đôi này có thể nói là, chính xác hơn là cặp đôi này được đánh giá là cặp trung vệ tốt nhất của Pro Cup Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, một trong những cặp trung vệ tốt nhất của Pro Cup Việt Nam. Bell, Ronaldo, những bài đánh của CP đang bắt đầu connect hơn. Họ đang bắt đầu thể hiện được khả năng tấn công của mình. Tuy nhiên thì cái quan trọng nhất là khâu dứt điểm vẫn chưa thể hoàn chỉnh, khi mà thần may mắn hôm nay đang phê sắp ML ở đâu đó rồi. 4-0 cho Y Phụng, hat-trick. Rồi, chính xác hơn là 4-0 cho VnF và hat-trick cho Y Phụng. Hôm nay có thể nói là một ngày quá đen đủa cho CV, khi mà thần may mắn, người mà họ cần thì lại đi lạc ở đâu mất. Trong đó thì ông thần fit, ông thần fit thì lại đang đứng coi trận đấu này. Và hậu quả là CV đang có một hàng thủ fit sắp ML cho đối phương. 4 màn không gỡ, phút thứ 70. Liệu có 5-0 hay không? Chỉ có hai cái bóng áo trắng mà thôi. Vẫn là Y Phụng ngày hôm nay thi đấu quá hay. Mặc dù bây giờ đã là quá nửa hiệp 2, tuy nhiên không có bất kỳ một vị trí nào của bên phía CB có thể tranh chấp solo với Y Phụng được. Vừa nhanh vừa khỏe vừa sút tốt như thế này thì rõ ràng là quá khó. Chúng ta có thể nói vui là chắc bây giờ là chỉ còn 9 hậu vệ của VnF mới là người có thể cản được Y Phụng mà thôi. Đi gây xoay sở rất khéo, trọng tài cho hưởng phép lợi thế, sẽ là quả phạt và không có thẻ. Người vừa phạm lỗi trong thủ vừa rồi đó là Ronaldo. Chiếc áo số 7 của CP đã phải lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Thì chúng ta có thể thấy được làn thủ của CP ngày hôm nay họ hoạt động kém đến mức nào. Messi xử lý rất tốt. Chọc hay hay Y Phụng. Vẫn là những pha đi bóng rất tự tin. 4 cầu thủ CP phải cắt cửa ra 4 cái bóng áo trắng chỉ để kèm một mình Y Phụng mà thôi. Ngày thi đấu thứ 3, lượt trận thứ 3 này đang là một lượt trận rất điên rồ, khi mà chúng ta có đang có quá nhiều bàn thắng. Tính đến thời điểm này thì hiện tại đang có 10 bàn thắng rồi, 6 bàn thắng ở trận đấu đầu tiên, cặp trận giữa BVN và Young Buffalo. Và bây giờ thêm 4 bàn nữa ở trận đấu của CP và VnF. Với tỷ số như thế này thì VnF đã coi như là chốt sổ luôn thứ tự của bảng A rồi. CP, VnF và BVN chắc chắn sẽ đi tiếp, và đội bị loại sẽ là dòng Buffalo, khi họ chỉ có 4 điểm trong tay mà thôi. Họ sẽ phải đứng cuối bảng và phải chia tay với giải đấu. Abela sẽ là người ném biên.
Nè nè. Pepe. Như vậy là Civic đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên nó cũng chỉ mang tính chất danh dự là nhiều mà thôi. Chúng ta đang chờ đợi hồi còi của trọng tài. Bởi vì kết quả trận đấu này cũng coi như là ngã ngũ rồi. Như vậy là trận đấu đầu tiên của cặp trận giữa CPX và VNF đã kết thúc. Tiếp tục chúng ta được chứng kiến một trận đấu hủy diệt nữa. Lần này là tới từ VNF. Chúng ta đang được xem lại những diễn biến đáng chú ý nhất ở trận thi đấu đầu tiên.